tiền bạc là tao chơi liên khúc. Nghĩ sao mà trù tao chết mày? Trù. Còn lâu à. Trù đâu mà trù. Tao biểu à? Dạ. Tao hỏi mày cái vụ mà tìm thầy chữa bệnh cho tao, mày tìm chưa? Thầy gì? Thì thầy thuốc chữa bệnh cho tao chứ thầy gì? Trời ơi, cô nói hả? Ở trong làng mình á có 8 ông thầy thuốc ha. Mà ai tới chữa cho ông á, ông cũng kêu người ta khám cắt cổ, cắt họng gì đó. Thì nó lấy mắt người ta phải kêu cắt cổ chứ sao? Bởi vậy, riết rồi đâu có ai dám tới khám cho ông nữa đâu. Vậy là tao mướn mày về tao để chân chơi hả? Trời ơi, kêu thầy là tao trả tiền. Mày chỉ kêu thôi, tao trả tiền. Con biết rồi, ông đừng có giận. Ông biết không, hôm nay á con giỏi lắm. Hôm nay ông biết không, con khôn lắm nha. Ông biết không, hôm nay ha, con chạy ra giữa làng gì nè, con la lên: Ê, 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 ông của tôi nè, bị bệnh, sắp chết rồi. Ai mà chữa khỏi nha, ông thưởng 1.000 lượng. Gì vậy? Cái gậy tao đâu? Nè. Cái gậy tao đâu rồi? Dạ nè, nè, nè. Nè, nè, gậy. Thưởng nhiêu? 1.000 lượng. 1.000 lượng? Dạ, chắc giá luôn á. Cục mực bán con su mà mày thưởng người ta 1.000 lượng. Ngàn lượng? Mày ăn gì mày khôn quá vậy? Dễ làm lắm hả? Quay lại mày. Sao hả? Quay lại. Trời, sao mà đã quay hả? Tôi khoan cho mày biết mà. Khoan ạ. Ông, tại vì á, con nghĩ hả, sức khỏe mới quan trọng hơn chứ bộ. Tao quan trọng tiền hơn là sức. Ôi đi. Nó nói cũng phải chứ. Phải có sức khỏe mới mặn có tiền. Vậy phải thưởng nó thôi. Con mệt quá, ông đạp đại đâu mà. Nó lợn. Không, phải thưởng con thôi. Tính ông là phải thưởng thôi. Mày mới đưa cái gì vô? Điếp. Tại sao tao thưởng mà mày đưa điếp? Tại vì con tưởng ông đạp. Đâu có biết là ông hôn. Càng ngày mày càng quá đáng nghe chưa? Không phải, ông hôn đâu phải nói ông đạp, đâu phải nói chứ. Thôi biểu. Dạ. Cái chuyện mà tao nhờ mày lên làng Nhu tìm ông thầy chữa bệnh cho tao, mày tìm chưa? Tao mệt rồi. À, cái ông thầy ở trên làng Nhu mà hồi đó chữa hết bệnh cho cha ông á, phải không? Đúng rồi. Trời ơi, con nhớ rồi. Con cũng đi qua làng Nhu rồi chứ bộ. Trời, ông biết con đi vô làng nha, con hỏi nè, có ai biết ông thầy gì? Ông thầy, thầy Tâm. Đúng không? Ông đúng thầy rồi, Tâm. Con nói, có ai biết thầy Tâm không? Thầy Tâm chữa bệnh á, biết không? Trời, cả làng bu lại đây, biết. Ông thầy Tâm á, chết cách đây 2 năm rồi. Thầy Tâm chết rồi. Chết rồi. Thầy Tâm chết rồi sao? Dạ, thầy Tâm chết rồi ông ơi. Xí, đáp xuống rồi, đáp xuống. Dạ. Đừng mua con ơi. Sao hả? Tao mua thấy ghê, mày mua còn thấy ớn hơn. Bị mày có tưởng tượng hai con khô hố đang mua không? Trời. Sao? Chết rồi hả? Dạ, chết rồi ông. Vậy là ông hết được cứu rồi con. Dạ không, đâu có ông ơi. Nhưng mà may lắm, có ông thầy Phước. Ông thầy Phước là con của ông thầy Tâm, ông biết không? Nói đâu là chữa bệnh hả? Hay y chang như ông thầy Tâm vậy đó. Người ta kêu là cái gì? Hổ, hổ phụ sinh hổ tử. Dạ đúng rồi. Vậy con mời chưa? Dạ mời rồi. Ta nói thầy qua liền bây giờ á. Dạ. Vậy vô trong chuẩn bị nước nồi đi ha. Dạ, con vô con nấu cơm luôn không? Thầy qua liền á không? Con đi nghe. Dạ. Nhanh nha. Dạ. Vậy là được cứu rồi. Có hổ tử rồi. Đưa được cứu. Dạ, chào ông. Xin phép hỏi đây là người hay gấu ngựa? Dạ người. Người mà sao vô cái tướng như con gấu, nhảy tưng tưng như con ngựa vô nhà không hỏi ai hết à? Dạ, phóng cho nó mau tới. Học trò tên Phước ở làng Nhu qua chữa bệnh cho ông. Phước. H-
Hổ phụ sinh hổ tử. Nó đó. Làng Nhu. Dạ. Đứng chờ, vô vô ngồi. Đó ơi. Dạ. Nước, nước con dạ, ơi. Dạ, dạ. Ông ơi. À. Dạ, gì vậy ông? Kêu gì? Trời, gì vậy? Mày mần cái gì vậy? Gì? Chưa tới giờ rước dâu mà. Gì vậy? Thôi biết. Dạ. Mày nghĩ sao mày đem bông mày cắm lên đầu mày? À, thấy đẹp, bức cắm lên. Hàng gì ta nghi à? Dạ. Bông tao cúng trên bàn thiên nó còn cái cùi không? Mày lĩa mày cắm hết lên đầu mày nè. Nó đẹp, chịu thôi, lấy xuống. Ông, kêu ra chị đây. Nước. À, giờ đãi thầy, đãi nước trà hay nước mưa? Trời ơi, mày ở với tao bao nhiêu năm? Khách vô trong nhà mình có nhiều hạng. Đây dạ. Là khách quý. Dạ. Khách quý mình đãi nước khác. Dạ. Thấy không? Nước trà ngày nào mày cũng nấu được. Mưa năm nó mưa có mấy tháng thôi. Đãi khách quý múc nước mưa đi. Dạ. Thầy ơi. Dạ. Ở uống nước bơi đi đâu? Dạ bơi ra ngoài kiếm chỗ nằm hả họng táp nước mưa chơi. Hết mùa rồi, trong này còn mấy khạp chút nó đem ra mời thầy uống. Dạ cảm ơn ông. Ngọn gió nào đã đưa thầy tới đây? Ngọn gió. Cho tâm sự chút đi. Dĩ. Mày dạ. Ăn nói mày phải coi người chứ mày ở với tao mười mấy năm mày không học được cái tính thông minh thì mày cũng phải học được cái tính lanh lợi. Dạ. Mày nói chuyện mày dùng văn chương chi ác vậy vừa ra mày nhìn không nhìn mà mày cứ thay. Ngọn gió nào đưa thầy tới đây? Mẹ cái tướng nó bốn cái xe tan nhà rồng lôi không nổi á, chứ gió nào dám đưa nó. Hỏi lại. Dạ. Thầy, cơn bão nào đã đưa thầy tới đây? Bão số 9 đó. À, hơn gió là được rồi. Dạ, nó chịu rồi. Thầy. Dạ. Tôi nói thầy nghe. Ê, ê, nhớ con không? Con là đi qua làng là mời thầy về đó nha. À. Con đó. Mời chữa bệnh cho ông con. Dạ đây là ông con. Ông con bị bệnh nặng lắm. Dạ. Bị nặng mà sắp chết rồi. Nghe, không. Nến. Bị nặng sắp chết rồi. Nhưng mà ông con hứa ai mà chữa khỏi là ông con thưởng 1.000 lượng. Không. Cái thầy 1.000 lượng đó là không. Phải là ít cái 1.000 á. Nến. Trời ơi. Sao nhiều chuyện quá vậy? Đi vô. Ngồi xuống đó. Ngồi xuống. Nhanh lên. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại. Rồi. Ngồi yên đó cho tôi nghe chưa. Ngồi yên đó. Nhiều chuyện quá. Thầy. Qua đây nghe. Con nói ở trong cái nhà này con hỏi thầy nè. Thế con nói một tiếng á là ông mở miệng ra ông nói một tiếng. Con nói một tiếng là ông mở miệng nói một tiếng. Rồi xong rồi chửi con nhiều chuyện. Thôi thầy chịu nổi không? Chịu thứ. Ai thổi vậy? Gì vậy? Tao đó. Gì vậy? Tao quýt gió nè. Chứ vậy? Tức quá mà quýt gió được nè. Mày coi coi có ai ở trên thế gian này đeo nguyên hai hàm răng giả mà quýt gió được như tao không? Không sợ mất răng bay ra mà ha, là bị tức. Rảnh không? Dạ rảnh. Leo vô ngồi chơi. Tao hả hỏng ra cái mày nhảy trong hỏng tao mày ngồi là sao mày? Quên. Nhiệm vụ của mày là mời nước. Dạ thầy uống nước. Đó, thầy coi. Nói vậy cho xin lỗi thầy. Nó cái tính nó vậy thôi chứ dễ thương lắm. Nó ở với tôi mà. Tôi nuôi nó từ nhỏ đó. Tôi nói thầy nghe nó dễ nuôi là chưa từng thấy. Không có ban khỉ, ban sưởi, ho gà, kinh phong gì hết. Chỉ có cái bệnh nhẹ nhẹ thôi. Đơn giản là bị khùng thôi đó. Trời. À, ông ơi, bắt mạch trị bệnh ông xong. Xin phép trị bệnh khùng cho đỡ luôn nghe ông. Cảm ơn thầy. Dạ, xin phép ông để học trò bắt mạch cho ông. Dạ, mời thầy. Dạ, cảm ơn ông. Thầy làm bài bản không? Thầy ơi, thầy mần cái gì thế ớn vậy? Khử trùng. Trời ơi, thầy khử trùng kiểu này à? Chết ta. Trùng trong này mạnh hơn trùng ngoài này. Thổi phèo phèo, trùng ngoài này chết queo. Trời ơi, thầy có tin trùng đó chết, trùng này chết lây không? Thôi chùi bớt đi thầy ơi. Chùi hả? Ờ. Trời. Thầy thấy ghê vậy? Dạ. Mời thầy. Xin phép để học trò bắt mạch ông nghe ông. Dạ. Ông ơi, 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 ông ơi,
Ông ơi, ông ơi. Đó. Dạ. Con ơi, con ơi, con đâu rồi? Con đây nè. Sao không? Gậy ta đâu? Dạ, chờ con chút. Ui. Ông ơi, ông ơi. Gái mẹ nó cái giường rồi. Dạ, mày cút vô. Đó. Dạ. Con có mướn lộn thầy không? Dạ không, ông. Tao kêu mày mướn thầy thuốc. Dạ. Mày kêu thằng dạy đô giật về làm chi vậy? Đâu có. Nó giật tao banh cặp chảo rồi, thấy không? Ông ơi. Thầy ơi. Dạ. Bắt mạch đâu phải vậy. Bắt sao ông? Bắt mạch như thầy mày. Cầm tới mạch đâu cho thầy bác. Thầy vừa cầm tới thì giật cái con bệnh nó chết queo rồi. Bắt mạch là phải đứng cho ra tướng thầy thuốc. Bị cái dáng của mình không phải dáng thầy thuốc. Dáng thầy là dáng đi buôn heo chứ không phải thầy thuốc. Đây nè, đứng cho ra tướng thầy thuốc nè. Đó, thấy không? Rồi biểu người ta đưa cái tay ra, lấy hai ngón thâu kẹp vô xong mặt căng thẳng lên rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ chi vậy ông? Suy nghĩ rồi lâu lâu nó mới trả tiền nhiều, nói liền nó trả ít xịt ha. À. Xong rồi suy nghĩ xong rồi là phán liền. Phán liền? Có bệnh rồi. Bệnh gì? Mỡ trong máu. Mỡ trong máu? Mày không có, tao con mày nè. Mỡ trong máu cách điều trị nó sao ông? Ăn nhiều tỏi vô. Ăn tỏi gì? Thì sẵn có mỡ mày phi lên cho nó thơm. Nghe nó đây, nãy giờ thấy tâm đầu ý hợp lắm mà. Tướng thầy ráng ra cũng nửa lít là cùng với nhiêu. Ông ơi, xin phép cho học trò bắt mạch ông lại nghe ông. Thôi, bắt con đợi đi, nhiêu bệnh tao chịu cho. Thôi. Bắt cho nó đi. Thôi, trời ơi, con đâu có bệnh đâu bác, ông ơi. Ông bệnh mà. Ông bệnh mà. Thôi, tao không hết bệnh rồi. Thế vậy? Đưa cho nó bắt, nó giật nữa là chết luôn á. Bắt nhẹ. Bắt nhẹ ông ơi. Thầy thề đi. Thề, chuyến này bắt mạch không giật nữa. Giật ba thằng mình chết chùm. Vậy? Hao hông mình con tự chùm mền ngợp chết. Cho con mượn cái tay ông. Nhẹ thôi. Mày ôm tao đi, mày ôm tao, mày rỉ lại đi. Nè, bắt đi. Tạo dáng thầy thuốc. Xong suy nghĩ rồi. Khỏi suy nghĩ, cái cú này tôi bài thầy mà suy nghĩ chi nhiêu cũng trả như đó à. À phải không? Thọt hai ngón tay đẹp, kẹp vô. Có bệnh. Đúng rồi. Bệnh gì? Ho, ta nói nó ho cả đêm ngủ có được đâu. Bệnh ho hả ông? Ho, uống vô ho sặc gần chết. Ông, bệnh ho cách điều trị nó sao ông? Dễ lắm, lấy miếng chanh, miếng gừng, chân, miếng đường phèn bỏ uống xong mai hết chứ gì. Chanh gừng đường phèn mình mua đâu? Qua thầy Lan kìa, nói ổng bán cho. Thầy Lan mình tìm ổng đâu? Hên quá, ổng mới vừa tới. Ta muốn vẽ bùa cho mặt này ghê mà. Nghĩ sao nó đi qua đây nó chữa bệnh cho tao, hay là nó qua đây nó tìm tao, nó học để nó chữa cho thằng khác. Dạ, học hỏi rút kinh nghiệm. Dạ. Bảo đảm bắt lại có bệnh ông liền. Thiệt, có bệnh liền không? Cho bắt lại. Cho bắt lại một cái đi ông. Có bệnh. Bệnh gì? Bệnh gì? Không nói đâu mày, ngu sao nói. Bệnh gì? Biết rồi. Lắc vòng. Trời ơi. Mày cần lắc hơn tao. Mày cần lắc hơn tao. Bị bệnh xương. Bị bệnh xương. Bệnh gì? Mục xương. Dạ. Ngoài kia có bầy heo mới rã ra, mày mua đi. Đừng làm thầy thuốc nữa. Sao vậy? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao nó bệnh xương? Nói bệnh phổi, bệnh tim tao còn chịu, chứ nói bệnh xương không bao giờ. Cuộc đời tao sống tới giờ gần 80 năm, tao sống nhờ xương chứ không có nhờ thịt nha. Còn lâu chứ xương mày. Có mà ông, xương cốt rượu rã. Xương cốt rượu rã. Còn lâu. Sao nó kêu vậy? Xương kêu. Ngồi xuống nó hết kêu. Hả? Thầy ơi. Thầy ơi, sao ngồi xuống đứng lên mà nó cũng kêu nè thầy. Ông ơi, ông ngồi xuống một chỗ xương kêu còn trị được, mà ông đứng lên ngồi xuống xương kêu. Sao thầy cười? Còn khóc không?
Sao vậy? Ông có thèm ăn món nào không? Chi? Thèm cứ ăn đi ông. Ông có việc gì chưa làm không? Chuyện gì? Ông cứ làm đi ông. Chi vậy? Vì chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trời ơi, chết mẹ, câu này nghe quen mày. Quen quá. Thầy ơi. Dạ. Vậy tôi còn sống bao lâu? Có 5 ngày. Không, 5 phút nữa. Trời ơi, bệnh gì mà chết nhanh dữ vậy? Bệnh này theo y học cổ truyền dân gian, người ta gọi là bệnh giao sản. Chết ông rồi, ông ơi. Thôi mày đừng khóc, mày tỉnh đi. Tao nghe tới bệnh này tao tỉnh luôn à. Sao? Tao già chứ tao đâu có lẫn. Sao? Thấy không? Cái chữ sản là chỉ dùng cho phụ nữ thôi. Đàn ông có cái bệnh nào mà là bệnh sản không? Chỉ có cái quanh bài phá sản thôi. Có ông. Dám đâu? Có. Hôm rồi nha, ông thầy ba ở đầu làng mình nè, ông nhớ không? Mới chết vì bệnh giao sản. Có không? Có. Có ông ơi. Có. Đúng rồi. Có. Trời, bữa thầy ba chết vì bệnh giao sản á, tại vì học trò qua không kịp, không cứu chữa kịp thời ông mới chết. Còn ông nào bệnh giao sản của ông học trò qua kịp thời trị là hết liền. Cảm ơn thiệt. Thầy. Bữa ông Lợi qua làng nó tìm con nó tâm sự. Nói bệnh của ông vậy đó, con nằm đêm suy nghĩ, con phải tìm ra cách nào trị hết căn bệnh cho ông. Cảm ơn thầy. Một mình con là không quản đường xa xa xôi, lội qua 7 con sông, 8 con suối, 9 ngọn núi và cả trăm quả đồi mới tìm được phương pháp trị bệnh cho ông. Một mình con mà băng sông, vượt suối, trèo đồi. Trời ơi, lên nó suối. Nói gì kìa cha, nó tao mệt. Sao vậy ông? Mày mướn thằng này ở đâu? Dạ ở làng Nhu. Làng Nhu khu vực nào? Giữa làng luôn. Giữa làng nó có cạnh lò pháo không? Sao hả? Sao nó nổ thế ớn vậy? Gì đâu nổ? Cái tướng nó mà nó đi qua 100 ngọn núi, 100 quả đồi. Tướng nó đi 2 ngọn thôi là cây cỏ còn chết lây với nó. Sao hả? Tướng nó mập quá không có chỗ chứa hơi. Nửa quả đồi thôi là không còn hơi thở. Nó xỉu nó lăn xuống là nó đè cây chết. Mày coi tao quậy nó khô máu luôn. Thầy ơi. Dạ ơi. Vậy thầy đi bằng gì? Đi bộ ha? Dạ không có đi bộ ông. Chứ đi bằng gì? Dạ bằng ngựa. Chết mẹ con ngựa rồi. Sao vậy? Trời ơi, con ngựa nào đẻ ra không coi ngày bị thằng này cỡ nè. Sao? Mày nghĩ tướng nó cỡ voi còn gãy rộng chứ đừng nói ngựa. Thầy ơi. Dạ. Vậy thầy đi ngựa tới nơi chắc ngựa nó chết quá thầy ha. Dạ chưa tới nơi đâu ông. Mới nửa đường chết con ngựa, tới nơi chết 2 con ngựa, con quay về đây chết 4 con ngựa. Trời ơi, sao chết dữ vậy? Đói bụng làm thịt ăn. Trời ơi. Mày đi trốn đi. Dạ. Đi đi. Ủa, gì vậy? Sao tự nhiên kêu con đi trốn? Đi trốn đi. Sao đi trốn? Nãy giờ mày tưng tưng như ngựa nó ăn mày luôn bây giờ. Trời ơi. Khoan để chờ ta. Thầy ơi. Dạ. Vậy cái này ngoài liền á thầy. Dạ. Vậy trong cơ thể con ngựa thầy thích ăn phần nào? Dạ thịt và mỡ. Yên tâm đứng lên, tao với mày xương không? Giờ hỏi xong tao còn muốn ngựa nữa. Thầy. Dạ. Rồi có tìm được thuốc gì không? Dạ được ông. Sau bao nhiêu ngày gian nan tìm kiếm, đây cái phương pháp trị hết căn bệnh cho ông. Đây, quả đào lửa. Con ơi, có quả đào lửa. Này thanh long mà. Ở ngoài long trong lửa. Đâu ôi đào lửa thiệt đó ông. Ôi trời ơi, con cầm ở đâu con thấy nó nóng đâu. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi cầm con cháu nóng quá. Ôi da nóng quá trời ơi. Nóng quá. Làm quá. Tao cầm tao nghe nó ấm ấm, bị nó ủ trong kia nó ấm thôi có đau. Đi vô. Thầy. Dạ. Rồi cái này làm gì ăn? Bây giờ học trò chỉ sao ha. Ông làm y chang vậy bảo đảm bệnh ông hết liền ha. Đầu tiên lấy cái trái này, ông lột sạch sẽ vỏ ra. Dục vỏ đi, vứt vỏ đi, đừng quan tâm tới cái vỏ. Cái điều đặc biệt quan trọng là hết cái ruột này. Để tắm thớp. Băm 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 thiệt là nhiễn, nhiễn thiệt là nhiễn. Để hết cho cái tô. Lấy rượu ngâm 4-9 con tắc kè ha, đổ vô tô, bắt tô bếp than, thổi 3 tiếng đồng hồ ha, nhắc xuống thổi tiếp 3 tiếng đồng hồ cho nguội, kiếm cái hũ ha, đổ hết vô hũ, lấy nắp hũ đậy lại, dán băng keo thiệt là kỹ vào, dán kỹ thiệt là kỹ vào, để đầu nằm, nằm ngó, quay qua lụm vỏ cho
chấm muối ăn hết bệnh. Đờ. Dạ. Thằng này thầy thuốc mà nó cho cái ta đoạn hậu á. Sao đoạn hậu? Mày không nghe hả? Sao? Nó nói lấy cái này nè, lột cái vỏ ra, bỏ cái vỏ, đừng quan tâm tới cái vỏ, lấy cái ruột băm 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 bỏ vô cái tô 49 con ta kè bắt lên bếp thổi 3 tiếng, đem xuống thổi 3 tiếng rồi lấy cái hũ đỏ vô cái hũ là đậy nó phụ dáng băng keo kỹ để rồi nằm nằm ngó là quay qua bóc cái vỏ lụm. Ê! Trời ơi! Ông ơi! Trời ơi! Ông ơi! Tao già tao cũng chơi với thằng này tới bến luôn. Nghĩ cái chiếu đó che nổi cái người mày không? Tao già rồi, tao thổi nửa tiếng là tao đã hết hơi. Mày bắt tao thổi 6 tiếng đồng hồ rồi ăn cái vỏ là sao? Chữa gì kỳ vậy? Hả? Chữa mẹo ông ơi. Mẹo gì? Ông muốn ăn cái ruột nè, ông muốn ăn cái vỏ thấm thuốc. Ông phải làm việc, ông phải bầm cái ruột ra, ông phải suy nghĩ, ông phải đổ mồ hôi ra. Ông ăn cái vỏ như mới thấm thuốc mới hết bệnh được. Đúng rồi đó ông. Chữa mẹo. Chữa mẹo. 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 Mèo. Mèo. Chuột. 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 Mèo. Mèo. Hai thằng. Mèo. Hai thằng buông heo hết. Đầu tàu hũ không à? Đúng rồi. Thầy mày nói mày đầu tàu hũ à? Đúng rồi. Các bạn đưa cái trái ra đây. Tao không cần biết mẹo mùi thân dậu tức hợi. Trái này ăn không trả tiền là tao quất. Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Không nở bề ngang cũng nở bề dọc thôi. Tao vô tao làm thuốc à. Dạ. Cẩn thận nha ông. Từ từ nha ông, cẩn thận nha. Ê! Gì vậy? Mau lên, mau lên. Mau lên. Mau lên. Trời ơi, ông đưa ngàn lượng đấy chia, đứa 500 lượng rồi tao về. Trời ơi, đang đi buôn bán mà kêu qua đây giả làm thầy thuốc. Nãy giờ rung muốn chết luôn á. Mày đó, mày ngu nó cũng vừa thôi. Tao kêu mày qua đây á, nói là ông tao bệnh cảm, bệnh ho, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gì nói đi. Tự nhiên kêu ông bệnh giao sản. Từ hồi nhỏ tới lớn thì tao chưa nghe cái bệnh giao sản, bệnh gì hết trơn á. Trời ơi, ngu quá. Giao sản có nghĩa là gian xảo á. Trời ơi. Vậy còn đưa nguyên một trái thanh long ra, kêu trái đào lửa là trái gì ông ơi? Đào lửa nghĩa là lừa đảo á. Gian xảo nhẩm chỉ có lừa đảo có hết bệnh ổng thôi á. Chốt đi. Chốt mới đâu. Chốt. Ê nhớ nghe. 500 lượng nghe chưa? Nghe 500 lượng. Đâu đâu. Chốt đi. Đâu. 500 lượng nghe, 500 lượng nghe. Lát. Ông. Thôi thôi. Thôi. Cái thằng quánh trống. Trời ơi, tao đi, tao già, tao đi không nổi. Yeah. Tao mướn nó về, nó quánh nhịp cho tao đi, nó quánh như trống búa lân nè, mày coi được không? Yeah. Tao già rồi, chậm chậm thôi. Chậm, chậm thôi. Làm lợi. Làm lại. Chậm thôi, lên. Xuống đi. Thấy ghét không? Làm lần nữa không được, tao đuổi mày thiệt luôn nè. Lên. Thôi đi đi, đuổi nó đi con ơi. Để nó tung tiền đó. Thôi vậy đi ha. Làm rồi, xong rồi. Dạ, xong chưa ông? Xong rồi. Dạ. Ngon không ông? Chưa ăn, bây giờ mới ăn. Còn miếng à? Còn miếng à? Nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm con thôi, ơi. Cho miếng. Mà ông nói mày nghe, mày để củi sao á mà tao thổi mấy tiếng đồng hồ mà thổi hoài mà đã. Dạ. Ông ăn con buồn ngủ vô trong ngủ đi. Mình đâu có buồn ngủ. Sao tao ăn mày ngồi mày ngáp không vậy? Sao tao ăn được? Cho tao ăn đàng hoàng thuốc mà. Dạ. Thôi ăn hết luôn đi. Đây cất dĩa cho con, cất cho. Con cất. Phan. Nạo vét cho sạch đã, đem vô khỏi tốn nước rửa, úp thôi, úp vô sống luôn, khỏi rửa ha. Uống thuốc rồi. Đi thẳng luôn rồi. Trời ơi. Uống
thua rồi. Hay quá. Trời ơi, ông ơi, sao vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Thuốc thấm rồi đỡ ơi. Thuốc thấm rồi. Thấm thuốc rồi. Tổng vệ sinh đi đỡ. Dạ dạ dạ. Tổng vệ sinh. Dạ dạ rồi rồi rồi, con quét rồi. Quét nhà, quét cửa. Dạ. Tổng. Ông ơi. Ông ơi. Sao vậy nè? Ông ơi. Ông ơi, ông ơi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ơi, Mập ơi. Mập ơi. Trời ơi, gì? Mày ra mày coi sao tự nhiên ông tao ăn thuốc của mày xong rồi bây giờ chết rồi. Trời. Ông ơi. Trời ơi, ông ơi. Ông ơi. Ông ơi, ông chết chứ ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Khóc vậy. Trời ơi. Để thuốc mê vỏ thanh long. Ăn cái vỏ thanh long trúng thuốc mê xỉu hốt vàng bạc tiền. Chốt. Không tỉnh lên là chết hai đứa mình à. Ê tiền vàng. Mày theo dõi mày, ông giấu ở đâu? Ông tao giấu tiền rồi. Đâu đâu. Đâu. Đâu đâu đâu. Con. Trong người con. Trong bàn có không? Không. Sao giờ, sao giờ, tiền vàng đâu? Ê, 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 mà nhấc, nhấc, nhấc cái này lên. Nhấc lên. Thấy chưa? Của ông tao đó. Bây giờ, chia đều nha. 5 năm. 1 2 3 thanh long tao ăn khô mực á. Tao già rồi, có tụi bay là mấy con tép thôi. Đừng có hòng mà lừa tao nghe. Nằm đó đi. Ô hay, trên cạn sao lại có xác con cá mập? Trời sinh nó như vậy đó. Ô hay, bên đây lại có xác con cá kèo. Trời ơi. Chết mày chưa, bẩm sinh nó vậy đó. Ô hay. Chết tao. Khỏi hay, cỡ này lòng tâm thôi thầy ơi. Đi đâu á? Dạ thưa ông, tôi là thầy Phước, con của thầy Tâm. Nghe gia đình báo ông bị bệnh nặng nên tôi đã dồi dàng đến đây xem bệnh cho ông. Hổ phụ sinh hổ tử. Ờ, mặt này mới hổ nè, mặt này như con hà mã, thấy không? Vậy thầy thuốc chữa bắt mạch cho bệnh nhân được chưa gì nhỉ? Trời ơi, văn chương nhỉ, chơi luôn. Trời, thầy thuốc mỗi thằng chiêu thì chết bệnh nhân hết rồi. Sao? Ôi. Ôi. Sao thầy? Ôi. Sao thầy? Ôi. Tao thọt cái cây trong họng mày chứ ô. Nghĩ sao tao mướn mày về đây để xem bệnh mà. Tự nhiên mày vô tao đâu có mướn hát bội. Tao hỏi bệnh gì mày không chữa sao mày biết hay, mày cứ ô hay hoài. Dạ, ông đã bị mắc phải một căn bệnh. Ô hay. Bệnh gì? Ông bị mắc một căn bệnh. Ô hay. Bị mắc một căn bệnh. Thôi khỏi nói. Nhìn mặt mày là tao hiểu hàng. Cuối cùng mày cũng nói một câu chúng tôi đã cố gắng hết sức chứ gì.
con Hà Bá này nói rồi. Thưa ông, ông đã nhiễm phải một căn bệnh rất là nguy hiểm, một độc tố cực kỳ là hiểm nguy. Độc tố ấy màu đen và những hạt li ti nhỏ, và ông đã tiếp xúc hàng ngày với chúng, có đúng không ạ? Làm gì là màu đen ta? Đúng, đúng đúng, tôi làm mật mà. Ô hay, nhớ không lầm là trước đây cha tôi có chữa khỏi căn bệnh này cho một người. Cha tôi đó. Cha mà. Ô hay, đã nói đúng cho ô xả láng luôn ạ. Như vậy thì may cho ông quá. Trước khi chết, cha tôi có để lại cuốn sách này, hy vọng rằng nó ghi lại bài thuốc chữa trị căn bệnh đó. Ok. Tôi nói không có đụng hàng thầy đâu, đừng có lo. Đây 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 đây, ông bình tĩnh lại. Đâu coi coi thầy. Đây đây đây, nè căn bệnh của ông nè, triệu chứng nổi mẩn đỏ. Quá đỏ thầy ơi. Hơi thở gấp rút. Quá rút. Ho dồn dập. Nó dập từ lưa hết chân. Đây 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 đây. Nè nè, cách chữa trị nè. Đúng rồi. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần uống một trang, hai trang, ba trang, đốt cái này trang. Uống hả? Không có. Đây này 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 này. Nếu không chữa kịp thời sẽ chết trong ngày mai. Trời ơi, chết là tôi kêu nhà hoàng, kêu ông tí coi chỗ chữa đi ông ơi. Trời ơi, nhanh đi thầy ơi. Đây này này này. Này căn bệnh của ông này này, nếu không chữa kịp thời sẽ chết trong ngày mai. Trời ơi. Sao kỳ vậy nè? Ô hay. Tao móc họng mày nha. Mày vô đây mày chửi tao hay mày trù tao chết? Coi cái chỗ chữa không coi, mà coi cái chỗ chết không là sao? Nè. Chỗ chữa đi. Đây nè, các chữa trị nè, sao kỳ vậy nè? Tự nhiên đến mấy cái dòng này, nó không thấy gì hết trơn. Đó, ông thấy chưa? Tôi đâu nói dốc, ông làm gì? Sao nó không còn? Đó. Chỉ có cái chết thôi à? Sao vậy ta? Sao kỳ vậy? Hiểu rồi. Cái này tôi hiểu hơn thầy. Sách này ai viết? Cha tôi viết. Thầy biết mật đó của nhà nào sản xuất không? Cha tôi chữa khỏi căn bệnh cho cha ông. Cha ông đã tặng cho cha tôi 2 thỏi mật. Và cha tôi đã dùng thỏi mật đó để viết vô trang sách này. Viết bao lâu rồi? Khoảng 10 năm rồi thưa ông. Trời ơi, 10 năm rồi tìm chi cho nó lòi 2 con mắt. Một năm nó bay không còn cái dấu. Ôi, cha tôi đó gieo điều ác chi để cho tới giờ này con nó phải lãnh. Bày cho nó lừa gạt chi, tới giờ này có thuốc đây mà đọc không ra. Trời ơi, cha ơi, cha giết con ơi. Kìa, sao kỳ vậy ta? Đến trang sách này, đến dòng chữ này, nó đều bị mờ đi hết. Tại sao vậy? Mật giả. Đúng không? Ô hay, ta đã hiểu. Như vậy là ta không chữa khỏi căn bệnh cho ông. Không phải lỗi ở ta, mà do chính mực giá gia đình ông. Cái đó biết lâu rồi mày. Gieo nhân nào gặp quả nấy, mình cũng vậy. Xíu tiếp nha. Ô hay, đúng là nghiệp chướng. Không biết thế nào chứ cái nhà bên cạnh ấy, có cái đám tang bé tí thì ti thôi, mà chi phí xong xuôi hết rồi ấy, là lời 10 triệu ấy. Thấy lời làm giàu nhanh quá, hôm nay cũng tổ chức rồi, không biết có ăn uống gì được không. Nhang đèn lên hết rồi mà không lời, tôi chui vào hòm tôi chết luôn. Mà không biết sao cái nhà bên kia nó ăn ở thế nào mà người ta thương nó thế chứ lị. Từ sáng cho đến chiều khách coi như con lê cứng từ đầu đến cuối. Còn cái gia đình này chả thấy ai đến cả, ăn ở thế nào. Nói nào ngay cũng có 1-2 người đến, nhưng mà vào đây thấy không khí thanh bình quá. Gặp gái đẹp đua đòi ghét thì sao, đi luôn chả cho đồng nào. Thuê 2 cái thằng đến khóc mướn mà giờ này nó chưa đến thì khổ thế chứ. Dơ. Nhắc cái đến hàng về nè. Hàng về. Dơ. Dơ hàng về. Ông thén này mét mớ biểu tôi thén, ông đột ông thén cơ. Trời ơi, có cái thắng nào đâu mày đưa 2 chân mày xuống rà là coi. Đó rồi. Xong à, cái gì vậy? 2, 3, 4, 5. Vô duyên như 2 con siếc khỉ. Mệt quá.
Trời ơi. Mày làm gì mày thở dữ vậy? Mệt. Mày làm gì đâu mệt? Nhớ nhớ nhớ, người ta mệt, người ta nói mệt chứ cái gì nhớ nhớ. Tao chở không, mày có chở miếng nào đâu, mày nói mày mệt, nói mày cái miệng mày nhớ. Cứ như vào chỗ không người ấy. Tự dưng mày đâm thẳng vào nhà tao, mày ngồi đó mày thở phì phò như hai con chó cúm ấy. Chả biết thư gửi gì ai. Tôi hẹn các chú mấy giờ? 6 giờ. Thế bây giờ mấy giờ rồi? 11 giờ. Người ta ao rồi còn đến đây làm gì nữa? Ao về. Trời ơi, đi làm mà đồ về gì ông nội. Chị thông cảm, tụi em vừa xong cái show ở Bình Hưng Hòa là chạy lại đây liền á. Dạ, chị biết không, không có dám chạy bộ á. Mướn cái xe xích lô 8.000 bạc chạy 100 cây số giờ á. Đi từ Bình Hưng Hòa về đây có 5 phút à. Trời ơi chị ơi, mà cái đó mơ ác nhân. Ủa tội nghiệp ấy, ngoại kiều về đây mất ở đây luôn hả? Dạ gì ngoại kiều? Đấy cái tên nó ốc nhân ấy, gọi ốc nhân ấy tiếng Anh dịch ra là hành tây ấy phải không? Không phải, trời ơi tại cái tiếng của cái miền của nó như vậy chị nghe không rõ. Ốc nhân là ác nhân á. Ủa đám thế ác nhân à? Miền ngoài đấy hả? À. Đám mọn ốc nhân lắm, 4 giờ cũng di quan, 6 giờ cũng mới ra tới ngoài đòn ha. Cái mùa tốm giờ cái em chuẩn bị để em họa rộng, 10 giờ mới họa rộng rồi em lồm xô tới 11 giờ cái em quất một cuốc taxi đây à. Cái không có taxi chơi cái này tốm ngòn chạy tới đây. Nam Phúc. Chú dịch tôi cái tôi chẳng nghe gì hết. Dạ em dịch không nổi. Nó làm rồi. Nguyên ôi, là fan em dịch không nổi. Này này nó ăn chân đấy sao ghê. Ê trời ơi để xuống. Dậm gưa. Dậm gưa cái gì dậm gưa. Trời ơi dạ chị thông cảm. Dạ nói chung là tụi em 3-4 ngày nay không có nào ngủ hết trơn á. À chị thấy không, bốn mắt trắng giả. Hèn gì lúc nó đâm sầm vào nhà tôi tưởng bốn cái giếng di động. Chị nói tắt cười tắt đem mát cũng phải thuộc thôi. Thế nhóm mấy chú tên gì? Dạ nhóm em tên là Two Boy Crayren. Hả? Là gì? Two Boy Crayren. Dạ. Two Boy Crayren là cái gì? Đã cái tiếng đó mà còn nói tiếng Anh nữa mệt quá. Dạ Thu là hơ. Dạ là hai. Thu là hơ đó. Boy là con trai. Crayren là khác. Dạ Crayren là khóc. Dạ. Ren là mướn. Dạ. Two Boy Crayren là hai chàng khóc mướn. Dạ. Ôi, mấy chú ấy bởi tôi nói thật mấy chú chưa có kinh nghiệm nói tiếng nước ngoài. Tiếng nước ngoài á không ai người ta nói hở mồm như mấy chú. Dạ. Nói phải sang trọng á thì người ta phải túm cái mồm ta lại. Đấy ví dụ như là nói như ta hiểu ngay thôi. Chú bơi cờ dây gen. Nói ta hiểu ngay thôi mà nói. Vậy là túm lại. Chú bơi cờ dây gen. Miệng chị nhỏ miệng ảnh nhỏ túm được cái miệng em chót quát đi ra túm. Thì mày ráng mày mai lại bớt đi. Này. Thế nhóm có nổi tiếng không? Trời ơi. Chị nó tự ở dùng cục liền à. Xin lỗi chị à, nếu không nổi tiếng mát mới chị tới tờ à. Chị nó phải nổi tiếng người ta đồn ta mới tới tờ chị chứ. Đâu có nghe ai đồn. Hôm ấy anh Tàu Hũ ở Gốc Me này, thấy cái tờ giấy bé tí này dán vào, xong thấy tôi voi cái dây gen này, tưởng là nước ngoài tổ chức show. Thế mới gọi cái di động 6 số đây. 4-5 lần mới gặp được các chú đấy. Em dán giấy không ạ? Em vẽ xong cho nó dán á chị. Thế vẫn xài di động 6 số hả? Dạ cái đó không phải di động, dạ đó là di cư. Ủa là sao? Dạ tại vì tụi em nhận show nhiều lắm, chạy Hà Nội Sài Gòn, chạy miết miết đây nè. Cái xong rồi phải mướn một cái người giữ điện thoại. Rồi một tháng về cua một lần, cô có kêu đốm cháy không thì về đi khác thôi. Dạ. Ủa thế nổi tiếng thế sao không giàu? Sao cái gì cũng thuê mướn, xe mướn, điện thoại mướn, quần áo ăn mặc như chị ăn mày. Chị nói tất cười có tiền mới mướn chứ không có tiền ra mướn. Dạ đúng rồi, mà chị đừng có xem mặt bắt hình dong nha. Cái này là bộ đồ tụi em chạy ngoài đường thôi. Chừng nào lên sân khấu một cái là chơi tới chốn luôn á. Dạ. Thế đợi chú em mặc đàng hoàng để khách khứa ta vào ăn mặc này chết. Chị xây quan kia để tụi em thay đồ chứ chị dòm hoài sao ngượng chết đi ha. Đúng rồi chị. Thì đương nhiên ta phải quay đi chứ để đứng đây nhìn mấy chú thay đồ. Không phải không phải, cái này là giữ gìn sức khỏe cho chị thôi. Sợ chị nhìn thấy tụi em thay đồ cái chị ố chị bệnh trái chà. Dạ. Ố là cái gì? Ngộ ghê lắm, mỗi lần mà tụi em thay đồ ai nhìn thấy cái là ói à. Dạ. Đừng dòm nha. Chị thấy xương mà chị mở tiệm phở ra chị ế chị chửi nữa. Đợi chút nha chị. Xong. Trời ơi. Tưởng ba chít boy. Cái này có hờ trích boy thôi. Trời ơi trời. Em chị dễ thương không vậy? Sao kim tuyến lòe loẹt thế? Đám ma đám quải mà này chết rồi. Dạ đó tôi con. Các chú làm này tôi nghi ngờ cái óc thẩm mỹ của các chú quá. Không chị thấy nói, không có chuyên nghiệp. Nói cho chị nghe, cái thứ nhất là khổ đi vòng hoa tống tiền.
Nguyên một giường bông nghệ thuật nằm đây đâu. Chị rồi chưa thấy chuyên nghiệp phải không? Bây giờ chị đợi tụi em chút xíu chuyên nghiệp liền nè. Hay. Quá đẹp luôn. Chuyên nghiệp, rồi. Tốt, cảm ơn các chú. Nhưng mà đây, thì từ từ. Giống Mãn Thanh không chị? Bây giờ hai chú làm cái gì mà nhoi nhoi như hai con giòi ấy, làm sao tôi nói chuyện? Mở màn thì chưa mở màn đã diễn rồi. Thôi bây giờ này, nói qua nói lại khỏi mất lòng, tôi phải thử tài năng các chú thôi. Chứ không thể nào mà giao chứng cho ác được, bỏ tiền bỏ bạc ra phải đâu đó đàng hoàng. Nhớ, chuẩn bị tôi thử xem các chú làm được đến đâu. Thấy tiền cái con mẹ này nổi sải luôn à. Trời ơi, alo. Chi mà khó dữ nữa. Alo. Trời ơi, đi làm mà gây lộn hoài vậy ông nổi. Alo, đề nghị quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi để chương trình ca nhạc chúng tôi xin phép được bắt đầu. Alo, quên, chương trình tang lễ xin phép được bắt đầu. Chuẩn bị này. Tôi múa hả? 1, 2, 3, come on, action. Bây giờ các chú có làm hay không đây? Dạ làm chứ là không lồn đang lấy tiền. Để lên. Cha ơi, mỗi ngày nào còn tía tía con con. Hơn 20 năm cho nuôi con miết chủng chẳng có tròn. Trừ ngoảnh mẹt lỡ cho nằm trong hồn cho tét thở. Đưa người về nơi giá băng. Nước mắt con chúng lệ rơi. Biết rằng từ đây mất ba, trên bên con đi mình con. Hey, ba, hôm nay đi về nơi rất xa, con bơ vơ giữa dòng người qua, con hãy đón nhau trên đường xa. Thôi, wow. Nếu mà các chú chỉ có dừng lại ở mức độ này thì đây không cần thuê mướn nhé. Cả hai có trong đây luôn này, hai trong một đây, xin lỗi này. Bây giờ này quăng ra cho mấy chiêu rồi học hỏi đi dùng ở đám khác nhé. Cần gì tới hai người tốn tiền. Không, mày quá nói nhiều, có lòm được lòm được thao nói không nhiều. Không phải nói nhiều nhưng mà các chú phải hiểu rằng á, khi mà tang lễ người ta đau thương ấy thì mình phải biết biến cái đau thương thành cái hình ảnh, chú hiểu không? Có nghĩa là khi nghe cái lời ca tiếng hát, người ta phải hình dung ra cha người ta chết đau khổ như thế nào. Biết chưa? Chơi đi, nó ồ mệt quá. Chơi tự nhiên bảo tao chơi ai? Vô duyên cái lăn lộn này bảo tao chơi gì? chị đừng giận nó. Dạ tại cái này. Dạ mày đứng yên tao mới chơi được. Thì chị chơi tụi mới đứng chứ. Trời ơi, sao mày cái lộn hoài vậy? Hồi bị đuổi nhở nè. Con này tao nổi sải rồi nãy chừng đâu à. Trời ơi, nổi sải cái gì? Tao nói thiệt với mày á, xong xô này tao cho người đạch mới. Bây giờ xong chưa? Xong rồi, đứng đâu này chơi đi. Cha ơi, cứ mỗi đêm con nhìn qua khe cửa, con cứ hình dung là cha sẽ quay trở về với con. Để rồi sáng hôm sau con giật mình thức giấc, con nhìn qua khung cửa sổ và con thấy mặt trời là mùa xuân xanh thắm, là vầng mặt trời của em thật dịu dàng mà không trôi loa, là vầng mặt trời của em sáng trong ánh trăng đêm rằm. Mặt trời là bà đó với con, bà là mặt trời mùa xuân em dịu.
Trời ơi, hay quá. Trời ơi, chị, giờ em quyết định là mời chị vô nhóm tụi em, chị làm trưởng nhóm. Đúng rồi đó, đi vô cái mình hợp tác mình làm ăn. Nhưng mà chị làm trưởng nhóm á. Ờ, làm trưởng nhóm nhưng mà thông báo cho chị nghe, nếu mà làm trưởng nhóm chịu khó đọc xích lô. Nhóm em ngộ lắm, hễ ai được làm trưởng nhóm là đạp xích lô chở mấy đứa kia. Chú, đó, chú, mà chị phải nhìn cái tướng ông đọp cái xích lô đi mà ông rút còn chừng đi nè. Ờ, chị mà là đạp xích lô tướng chị đẹp lắm ha. Chú lùn. Có bao giờ trong cuộc đời chú hình dung có một người từ đằng sau phang cái bum vào gáy chú, răng của chú văng ra vỡ hết tivi không? Này, màn hình cỡ này còn vỡ nhá, đừng có nói, tao làm một thằng rồi đấy. Tao xử một thằng kiểu đó đấy. Ông nghĩ sao đổ đồng ấy? Ông là ông, thằng là thằng, nhưng nghĩ sao bảo tao vào cái chỗ thuê khóc mướn đấy này. Tao bỏ tiền ra tao mướn chúng mày, chứ chúng mày ăn nói kiểu gì đấy. Thôi bây giờ như thế này đi. Những cái trò chúng mày tao làm hết rồi, tao không thích lặp lại. Gia đình tao có truyền thống riêng, có cái xì tin riêng nhá. Bây giờ nói chung là như thế này, khách bước vào nhà cứ đếm 3 bước chân, 1, 2, 3, một chú rú lên, một chú nằm xuống dãy đành đạch. Thế, thôi dẹp đi. Làm ăn phải cho tự do người ta chứ, tự nhiên có khắp mướn không cũng nằm trong khuôn khổ không chị. Dẹp về cho đâu mày quá. Mày về mày đói á, mày về không? Không. Cái lộn hoài à, bực mình ghê vậy đó. Giờ sao làm không? Dạ làm, dạ. Mám nữa. Dạ bây giờ chị cho tụi em biết là người nhà chết là giống đực hay giống cái à. Trung tính. Má ơi. Chết mẹ rồi, có khắp đốm trung tính bao chừng à. Chơi luôn đi, kiếm tiền. Chơi luôn. Ừ, trung tính cứ ba hồi được ba hồi trái vậy đi ha. Ừ, rồi chơi luôn, chơi thôi. Dạ được chị à. À, nhưng mà em nói chị nghe nha, bây giờ chị A Văn tiền cho tụi em đi. Đúng rồi. Chưa làm đã tiền bạc, chưa tính phạt trễ giờ đấy, còn cái tiền bạc chúng mày làm tốt thì tao sẽ trả tiền chứ. Hợp đồng kinh tế làm ăn phải đưa trước nữa chứ, chơi gì kiểu bức găng hả? Này chú Cao, chú có tin là chú lùn này vỡ một cái tivi còn chú vỡ cả cửa hàng không? Dạ thôi, dạ thôi, 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 xin lỗi chị, xin lỗi chị. Thôi giờ vậy nghe, em nói chị nghe, tụi em làm mỗi một show á là nửa tiếng thôi, bây giờ là 11 giờ rưỡi phải không? 12 giờ ao. Trời ơi. Chị muốn làm thêm suất nữa thì suất sau tụi em lấy đờ mi, đó vậy đó. Sao đám tang lễ cũng suất này suất nọ là sao? Và tính suất cho trời ơi, chứ không nguyên cả tiếng đồng hồ cho cháy cho bò. Ừ. Thôi bây giờ làm được không làm được thì thôi, không có A Văn A Vung gì hết. Dẹp trời đi. Chị A Văn hơ cho nước lạnh cũng được. Khóc mà không có. Đúng nước rồi. Ngay ứng, thời luôn á. Ứng trước cho tụi em hai chai nước cái gì khác quá. Mày chắc cứ cái vậy đi, người ta thấy bực cả mình. Mày cái tướng này coi như đó mà nó đưa tiền, nó đưa chút chút không à. Giờ tôi A Văn cho các chú một chai nước suối nhỏ nghe chưa? Coi như tính 5.000 thôi đấy. Ờ, khóc trước. Rồi bắt đầu đi nhá, chuẩn bị đây. Ông khóc trước phải không? Tao khóc cho mày giật đi. Khách. Chuẩn bị. Vứt mẹ này đi này, để đây làm cái gì đấy? À, dạ. Dạ, chào anh ạ. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Cảm ơn anh ạ. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Dạ. Tôi thấy gia đình chị á tang thương quá. Mà tôi nói cho chị nghe nè, bây giờ dù gì bác cũng đã đi rồi, thôi chị đừng buồn nha. Vâng. Chị nói với hai anh này nè, anh thì ốm mà anh thì lùn mà cứ xỉu vậy tội nghiệp quá. Vâng. Thôi nha chị. Vâng, cảm ơn anh. Tôi đi nha chị. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Thôi đi về rồi, lên nghỉ mệt chút đi. Quá nè, uống miếng nước đi mệt không? Được nhiêu rồi chị? Mấy nhiêu rồi chị, nhiêu vậy? Trời ơi, sao mở hàng có 10.000 này trời. Trời ơi, thôi thua rồi. Sao các chú khóc lóc cái nào ta cho có 10.000 ấy? Thôi chị ơi, mới mở hòn chừng đó là đỡ lắm, đầu từ từ mới tan lại chứ. Đúng rồi chị, hồi nó mới tới cao trào chị. Cao trào xuất có nửa tiếng đồng hồ mà chờ chừng nào mới cao trào. Lần sau mà giảm tiền xuống rồi các chú biết tay tôi đấy. Khách tới kìa. Dạ, mời anh ạ. 1, 2, 3. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Cảm ơn anh ạ. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Mới đi có một bước thì ba dỗi ơi. Anh lấy lọc về anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Ba ơi. Trời ơi, mày làm gì vậy? Nó về đó, ông về nó đứng nó rình rình cho mày đạp mà chở chừng 3 lần cho tao chết luôn á. Cái lồm có chân chạy cho rồi.
Nhiêu chị? Nhiêu mà mừng quá vậy chị? Chị ơi, còn có 7.000 nữa này. Ôi trời, trời ơi, khóc lóc thế nào bây giờ, từ 10.000 xuống 7.000 thì chết rồi. Trời ơi, lỗ lã quá, các chú ơi, chết tôi rồi. Các chú khóc cái nào mà khóc phải cho nó cuồn cuộn lên từ trong lòng khóc ra. Khóc thì mình cần lăn xỉu xuống đây mà chơi như đá cục, cái ai mà cho tiền. Té một gái xương đó mà còn chơi gì đó. Này, này chú Lùn, sao chú tài lanh thế? Ai mượn cho Lộc ấy? Biết trái thằng Long nó mua bao nhiêu tiền không? Dạ nhiêu. Bây giờ còn có 7.000 rồi, coi chính thức trừ chú 2.000, 5.000 nước xuống là 7.000 nghe chưa? Tí nữa tao trừ hết ấy. Trừ ông á, chứ không phải trừ tôi đâu, tôi không. Đợi có tóc tới cây cho. Vô kìa. Này, cố gắng lên nhé. Dạ, chào anh ạ. Chào anh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ba. Sao ba lại bỏ con? Chị ơi, chị nói mấy ảnh đừng khóc nữa chị. Thấy tội nghiệp quá chị ơi. Anh xá của em đấy. Rồi, ba. Ba! Sao ba lại bỏ con? Chị ơi, đành rằng là đau buồn á, mà chị nói mấy ảnh đừng có khóc nữa. À, hay để tôi qua an ủi mấy ảnh nha chị. Tùy anh. 1, 2. Đó, ba rồi, sao không cứ rút lên? Ba! Nó làm không rõ. Con ơi, sao con lại bỏ bà? Con ơi, sao con lại bỏ bà? Con ơi, sao con lại bỏ bà? Trời ơi, chú bị điên à? Sao tự dưng lại con ơi không bỏ ba là thế nào? Chứ chị không thấy nó đi lùi lại hả? Hồi nãy nó tiến tới thì là ba ơi ba bỏ con, rồi nó lùi lại, phải con ơi con bỏ ba chứ. Đúng rồi, bà coi phim mà cái tao hầu mà bà review trở lại là phải tạp từ đầu tới cuối đầu chứ. Cái phim mà chiếu là nó như vậy mà hãy review lại đi ngược lại không à. Này, tôi thề với các chú này, thề này, thề độc luôn. Cái đám này mà tôi lời á, tôi đem hai cái đầu này đi xét nghiệm này, xem ở trong là ốc hay là cái gì, sao mà rốt nát thế chứ lị. Ê trời, vô đồng quá trời, vô đồng quá trời. Thôi vô đồng rồi, ông xỉu đi, tôi khám. Tao xỉu quá, tao xỉu quá. Vâng, mời anh ạ. Ba ơi, sao ba lại bỏ con à? 1, 2, 3. Ba. Sao ba lại bỏ con? 1, 2, 3. Ba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gào thét lên. 1, 2, 3. Đau thương lên. Trời ơi, đau thương lên. Ba ơi, sao ba bỏ con? Đau thương lên, gào thét lên. Cảm ơn. Trời ơi, mệt quá trời ơi. Rồi, khóc lóc nào bây giờ, bao thơ mỗi bao còn có 1.000 đồng ở đây. Trời ơi, làm ăn này chết rồi này, thằng cuối cùng đấy này, đưa nguyên bó nhang này thành kính phân yêu này, thấy gớm này này. Này, này, đem về luôn. Trời ơi, chắc trời chết ơi, trời. Tôi nói thiệt cái chị, nó đi bó nhang còn đỡ, nó đi cái hòn thành kính phân yêu nữa không là chết luôn à. Chị ơi chị, lỗ lá quá rồi chị. Khách vô kìa. Khách vô chị ơi. Khách gì giỏi lắm, được 2.000 thôi, mẹ ghét không thèm tiếp nữa. Cho thôi. Chết mẹ nó đi kiểu này, biết đường đâu để mà. Xí. Anh ấy, anh làm ơn đi rõ rõ giùm em được không? Để anh đi vậy em đếm không được. Sao tôi không hiểu vậy? Thôi, muốn làm gì đó làm đi. Thôi, tôi chết rồi. Giờ sao? Dễ, thôi hắn đi kiểu này phải không? Đi một cái thì hắn kéo tới thì cứ bước rưỡi tính thành bò. Đi là hơi bước đầu, cứ bước rưỡi tính thành ba bước, nhăn đầu lên rồi thôi. Rồi, anh cứ đi thoải mái anh. Bước rưỡi. Ba ơi, sao ba lại bỏ con? Ba ơi. Em. Ba. Giải lao. Giải lao. Giải lao càng nghỉ em. Anh, sao anh bị sao thế? Anh hả? Anh nghe nhà em có chuyện đó rồi anh gấp quá cái anh chạy tới đây cái anh bị tai nạn à. Không có sao đâu em, nó hơi đau chút mà. Em đây anh cầm cho em cho nè. Vâng. Anh biết chuyện nhà em hả? Ủa mà nhà là ai mất thế em? Cho chạy rồi. Ủa nó nói cái gì vậy em? Dạ tía mất rồi anh. Dạ hả? Là có nghĩa là bố mất rồi đấy anh ạ. Cho tía bố. Ủa ba chị em sao ở ba khu vực khác nhau hả? À, dạ thưa anh, anh đừng có để tâm đâu, nó cũng là cái ép sai đần của gia đình em. Coi như mẹ em sanh mỗi đứa một vùng, đâm nó nhiễm vào. Em à, bữa nay anh qua đây là cái anh muốn lo cái hậu sự cho bố thôi. Đây nè, em gửi anh. Ủa anh đưa tiền hả? Tiền nó cứ. Bố ơi, anh ấy đưa tiền cho bố này, bố ơi. Anh ấy bao nhiêu để báo bố luôn? 5 triệu á. Ôi trời ơi bố ơi, thế 5 triệu anh ấy đưa cho bố chắc bằng đô la nên phong bì hơi mỏng đấy bố ơi. 5 triệu. Hết giờ rồi chị ơi. Hết giờ rồi, hết giờ chị. Chị lấy tiền nào.
Tụi em lấy tiền hết chợ rồi, nửa tiếng rồi. Trời, chị mắc cười vậy, xem em cái gì? Mày biết sao tụi em lại đây khóc mướn cho chị thôi. Tới giờ chị không chịu trả cái gì vậy trời. Anh ơi, cái à, ở chơi nghe tụi em về, tại giờ hết show rồi phải về thôi. Hết show rồi. Trời ơi, cái chuyện này chỉ kỳ ghê nha. Sao em? Mà chỉ khó khăn dễ sợ luôn, giờ ta làm xong show chỉ về. Anh ơi nè, cọt visit của em nè anh. Đây là cái cọt visit của em nha. Anh có cái đốm moa mô ha, cần khắp bất cứ kiểu chi, bất cứ nước chi, mời em hát khắp hết trơn á. Nôm nữ già trẻ chơi chơi rố trung tính còn chơi được nè, thấy không? Dạ. Ủa, có chị giới thiệu em nghe. Ủa cái này làm sao tôi không hiểu gì hết trơn vậy nè. Mà mấy chú nè, vậy là ai chết? Em mà biết ai chết cái em chết liền á. Trời đất ơi. Tụi em đi khóc mướn thôi. Khóc mướn thôi hả? Bà mướn tới khóc mà. Em nè, em nói cho anh biết có ai chết. Chó chết đây ạ. Sao em nói anh là chó? Không, em không nói là chó. Anh ơi, anh nhớ cái con Lulu chó đực của em mà em đi thiến rồi đấy. Cái con... Nó bị sưng phổi, nó từ chân rồi. Trời ơi, vậy nãy giờ tụi mình khóc chó đó hả? Ông khóc nhiều hơn tôi luôn á. Bà này bá hát rồi. Trời ơi, em dựng cái chuyện này lên chi nữa. Mà công nhận mấy ông này hay thiệt nha. Con chó chết mà khóc hay thiệt luôn nha. Ông cũng hay á. Hay gì? Sao ông không vô ông coi thử cái náp đám cái ngát cái bộ nó sủa lên tôi khóc chạy ông. Chó chết rồi sủa. Nó sủa thì nó đâu có chết mày, vô duyên quá. Em nói cho anh nghe coi, em dựng cái vụ đám ma này là làm cái gì? Kiếm lời. Bên kia nó lời quá, làm giàu nhanh quá, em tổ chức chơi thôi. Trời ơi, anh không ngờ. Xin lỗi. Ơi anh mà em cũng gạt được hả? Thôi được rồi. Em tự lo cho bản thân em đi. Đừng có kiếm tôi nữa nha. Chị ơi, ổng đi rồi. Chị ổng đi rồi, thôi đừng khám nữa, bởi giả bộ chi mày. Ờ. Anh ơi. Sao anh nỡ bỏ em anh đi anh ơi. Anh ơi. Em hứa em sửa chữa mà anh ơi. Mà đi rồi mà. Anh ơi. Đừng bỏ. Chị ơi. Tụi em mệt quá chị ơi. Anh ơi. Chị ơi. Anh ơi. Chị ơi, tại vô đông quá trời kìa chị ơi. Trời ơi.